Đây là Fix Resin của DT Studio. Và đây là một Fix Resin rất là đẹp. Bạn có thể thấy mình để rất là xa. Hay sao thì mình quay hết được cái chiều cao của Fix. Fix này nó cao chắc cũng khoảng cỡ 60cm á. Rất là cao. Mình để vô cái bóc của mình không vừa. Cái bóc quay phim của mình không vừa nên mình phải để ngoài. Và chắc ăn là mình quay không được. Mình xoay nó không được, nhưng mình sẽ quay chi tiết xoay chuyển cho các bạn xem. Đây là Fix rất là to và bự. Rất là đẹp. Được sơn hoàn toàn. Các chi tiết không thể nào diễn tả được khi mà bạn nhìn vô, các bạn mới thấy cái sự tuyệt vời của nó. Rồi, nhận xét mình tới đây thôi, mình sẽ quay chi tiết cận cảnh từng chi tiết cho các bạn xem. Đây, bảng thứ 217 trên 74 trên thế giới. Đây là Fix của chúng ta. Đây, đầu rồng. Từng vảy rồng rất là đẹp nhé. Anh chàng xa bồ của chúng ta. Đấy, mặt lưng của râu trắng.